các nhà nông miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 22 tháng 12 năm 2021, kênh nhà nông miền Tây xin được cập nhật tình hình giá sầu riêng tại các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam Bộ để cho bà con mình tham khảo. Thưa quý bà con, trước tiên thì kênh nhà nông miền Tây xin được cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific đã đồng hành cùng kênh. Quý bà con thân mến, những ngày vừa qua đó thì kênh nhà nông miền Tây cũng thông báo nhiều thông tin đến quý bà con tình trạng tại cửa khẩu. Thì có rất là nhiều những chiếc container, có thể nói là hiện nay là gần 5.000 chiếc rồi bà con, là bị ùn ứ tại các khu vực cửa khẩu. Thì có một số cửa khẩu lại đóng cửa nữa, cho nên là ảnh hưởng rất là nhiều đến tình hình xuất khẩu hàng hóa của chúng ta, và các loại nông sản đều bị ảnh hưởng rất là nhiều. Tuy nhiên trong đó sầu riêng thì giữ mức giá khá là ổn định ha bà con ha. Thì đó là một cái điều rất là đáng mừng cho những ngày vừa qua. Tuy nhiên tiếp tục tới ngày hôm nay thì sầu riêng đã không còn đứng ngoài cái dòng giảm giá nữa, bởi là nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các loại nông sản. Khi mà cái tình hình xuất khẩu rất là căng thẳng như vậy thì hôm nay sầu riêng đã bắt đầu, và những ngày vừa qua thì sầu riêng đã giảm mỗi ngày 1.000-2.000, đều bà con đều đã thấy rồi đúng không? Nhưng mà hôm nay thì giảm nhiều ha bà con ha, giảm khá nhiều luôn, và ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình giá. Thì bà con thì chắc cũng đã biết một số thông tin rồi, thì bà con lưu ý là giá này là giá anh em thương lái cắt tại vườn nha bà con nha. Và tùy theo lái, tùy theo đoạn đường vận chuyển xa dần gần mà nó còn có một cái sự chênh lệch nhất định nữa, có thể là 1-2 hoặc là 3.000 đồng luôn ha bà con ha, là nó thấp xuống á. Bà con lưu ý dùm kênh nhà nông miền Tây, cái giá này là lâu lắm rồi, tức là hơn một tháng nay rồi thì sầu riêng mới phải quay trở lại cái giá này, thì cũng rất là buồn. Nhưng mà thôi, có giá như thế nào thì kênh nhà nông miền Tây phải báo như vậy để bà con mình nắm. Hôm nay ở miền Tây Nam Bộ ri 6 mua xô từ 36 tới 42.000 đồng hả bà con ha, rất là thấp luôn. Rồi ở còn sầu riêng hàng đẹp á, sầu riêng ri 6 hàng đẹp á là có giá là từ 44 tới 50.000 đồng. Sầu riêng Thái mua xô là từ 45 tới 50.000 đồng, hàng đẹp là từ 51 tới 55.000 đồng nha bà con. Sầu riêng ri 6 mua xô ở miền Tây Nam Bộ có giá là từ 32 tới 38.000 đồng, hàng đẹp là từ 39 tới 47.000 đồng. Sầu riêng Thái mua xô là từ 40 tới 45.000 đồng, hàng đẹp là từ 46 tới 53.000 đồng nha bà con. Đó, giá hôm nay khá là thấp so với những ngày vừa qua, bà con lưu ý giá nha. Và cảm ơn bà con rất là nhiều, hãy nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh nha. Xin kính chào và hẹn gặp lại.